cài hối tâm hồn, và hãy dốc lòng quyết tâm hơn. Người ơi hãy đổi mới tâm can, về bên Chúa cúi đầu ăn năn, để không lầm cạnh vòng thân. Vì tôi lỗi là bấy tư thân, mà quỷ ma rình bắt linh. Nhưng Thiên Chúa là đấng quan nhân, giàu thương xót mơ lòng thi ân, thứ tha cho mọi hối nhân. Nào mau sám hối, tín thác nơi lòng xót thương của Chúa. Thành tâm thống hối, đến thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Từ hối lỗi mình và đổi thay là sinh hóa trái nhân lành. Tháng không còn, đừng như cây và ở trong vườn. Nhiều năm vẫn cằn cõi chờ vơ, chẳng sinh trái cũng chẳng ra hoa. Chủ nhân sẽ chặt bỏ nó. Giờ là lúc kịp bước quay về. Nếp lòng Chúa trở che, về đây sống đời sống tâm linh, làm bác ái ham mình hy sinh, khắc ghi những lời thánh kinh. Nào mau sám hối, tín thác nơi lòng xót thương của Chúa. Cùng Thiên Chúa toàn năng, tự hối lỗi mình và đổi thay chính mình là sinh hóa trái nhân lành. Tự hối lỗi mình và đổi thay chính mình là sinh hóa trái.